Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những thông tin trước tiên về thời tiết các nơi trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa đông nam, vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần. Thời tiết phổ biến, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, ban ngày trời nắng. Trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh và xét. Dự báo nền nhiệt độ đêm nay và ngày mai cụ thể như sau. Ở các địa phương, miền Đông, miền Tây và cả thành phố Hạ Long, về đêm và sáng sớm, mức nhiệt độ khoảng 27 độ. Và ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng 33 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi và cả huyện đảo Cô Tô, cũng phổ biến, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, mức nhiệt độ giao động ở đây từ 27 cho đến 32 độ. Vừa rồi là thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đêm nay và ngày mai. Còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị, các bạn trong đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và rông rải rác cho khu vực phía tây bắc bộ cũng như là khu vực Hà Giang, Tuyên Quang. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với thời gian có mưa rông tập trung trong chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xét và cả gió giật mạnh. Các khu vực khác của Bắc Bộ đều chỉ có mưa ở một vài nơi, ban ngày trời nắng. Nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt ở các tỉnh Sơn La và khu vực Hòa Bình, với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên đến 36 độ, có nơi thì cao hơn. Trong khi đó, với các khu vực khác, nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ 32 cho đến 36 độ. Còn đối với khu vực miền Trung, dự báo trong ngày mai, nắng nóng tiếp tục trải dài toàn khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng, có nơi thì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 34 cho đến 37 độ. Riêng tại khu vực vùng núi phía Tây có nơi thì trên 37 độ. Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cháy nổ hay cháy rừng lại tăng cao nên người dân cần hết sức lưu ý. Còn tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai, chủ yếu chịu tác động của đới gió Tây Nam. Vì thế, ban ngày trời có nắng, về chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn rông thì cần đề phòng, lốc xét và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực cao nguyên sẽ giao động từ 29 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ là từ 31 cho đến 34 độ, có nơi thì cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và rông được dự báo sẽ xuất hiện trên nhiều vùng biển, trong đó có cả hai quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa. Tầm nhìn xa vì thế giảm thấp xuống dưới 10 km, trong cơn rông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, duy trì gió cấp 4, cấp 5. Khu vực này phổ biến có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.